Xin chào các bạn, mình là Thủy. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay mình xin giới thiệu đến cho mọi người một cái quyển tiểu thuyết của nhà văn người Canada Mary Baller. Bà là một trong những nữ tác giả chuyên viết tiểu thuyết lãng mạn lịch sử nổi tiếng. Và quyển tiểu thuyết hôm nay mà mình muốn nhắc đến đó chính là Hạt Ngọc Ẩn Mình. Thì giới thiệu sơ bộ về cái nội dung của quyển tiểu thuyết thì kể về Adam là một bá tước và bề ngoài được miêu tả là khá khắc nghiệt bởi vì là anh mang nhiều vết sẹo trên mặt và cả thân thể nữa. Thì trong một lần Adam muốn tìm kiếm cái thú vui thì ở bên ngoài gặp hát thì Adam đã gặp được Fleur. Và chính cái sự yên tĩnh của Fleur đã gây tò mò cho Adam và Adam quyết định mua Fleur. Thì sau khi cả hai người phát sinh quan hệ thì Adam mới phát hiện ra thì Gabler là một trinh nữ và anh ta có cảm giác là mình cần phải có trách nhiệm với Fleur. Thì nói về Fleur, đây là một cô gái bị mồ côi cha mẹ và sống với gia đình của em họ của mình. Tuy nhiên là người em họ này thì lại có cái dạ tâm là muốn chiếm đoạt Fleur. Chính vì cái ý định này mà cái người em họ này đã dăng ra một cái bẫy rất là tinh vi và điều này đã bắt buộc Fleur phải chạy trốn. Thì quay trở lại thì sau khi xảy ra chuyện phát sinh quan hệ với Adam thì Adam đã cho cái người hầu của mình đi tìm Fleur về và nhận Fleur làm gia sư cho cô con gái 5 tuổi của mình. Thì Adam đã có vợ và con, tuy nhiên vợ và con thì cũng đều là trên danh nghĩa thôi các bạn, chứ không thực sự là vợ của anh, cũng con cũng không phải là con ruột của anh luôn. Và cả Adam và Fleur thì mình thấy cả hai con người này thì đều có những cái câu chuyện ở phía sau, và một người thì cần được yêu thương, còn một người thì cần được bảo vệ. Thì không biết là kết thúc nào dành cho họ ha, cho nên là các bạn muốn biết thì các bạn nên tìm đọc tác phẩm. Khi mà Fleur thì sau khi phát sinh quan hệ thì có hiểu lầm và cả là cái sự rất là mỗi lần lại gần Adam là rất là sợ Adam. Còn Adam thì ngay từ đầu không phải là yêu Fleur, sau khi hai người phát sinh quan hệ thì không phải là yêu Fleur ngay, mà trong quá trình Fleur làm gia sư cho cô con gái của mình thì Adam đã phải lòng Fleur. Nói chung là tình cảm của họ đến rất là nhẹ nhàng. Và nếu mà Hạt Ngọc Ẩn Mình là cụm từ mà Adam dùng để chỉ Fleur, bởi vì cái tính cách của cô nàng thực sự là mạnh mẽ và cô đã quyết tâm vượt qua được cái ác, vượt qua được cái khó khăn của mình, thì mình nghĩ là cái hạt ngọc sáng nhất trong cái tác phẩm này phải kể đến đó chính là nhân cách của Adam. Bởi vì Adam có một nhân cách rất tuyệt vời các bạn. Đây là một người mặc dù bề ngoài có ngoại hình xấu xí, tuy nhiên là anh có một cái nhân cách rất là đẹp và đáng được, mình nghĩ là anh đáng được yêu thương. Và nhận xét về chuyện thì lúc đầu mình đọc chuyện thì mình có hơi ngán nha, bởi vì mình đặc biệt là rất là ngán đọc những cái cuốn tiểu thuyết mà nó quá dày. Tuy nhiên là sau khi ngừng lại vào một lần thì mình đã đọc luôn tuồn hết nguyên cuốn sách, lúc nào mà không hay luôn các bạn. Bởi vì là nói thật sự là mình đã chìm đắm trong cái tác phẩm này bởi vì cái chuyện tác giả viết quá trời hay. Mặc dù là không có cái tình tiết gay cấn hay kịch tính gì cả, mọi chuyện chỉ diễn ra rất là nhẹ nhàng, chậm rãi, tuy nhiên là cái cách mà tác giả dẫn dắt câu chuyện rất là thu hút. Và mình đã cho cái tác phẩm này là
4 sao gửi cho 5 sao. Mình nghĩ đây là một cái quyển tiểu thuyết mà mọi người nên tìm đọc, bởi vì đúng với cái mà bầu chọn của độc giả đó là nằm trong top 100 các tác phẩm lãng mạn nên tìm đọc á. Thì sau đây là mình đã giới thiệu xong cái quyển tiểu thuyết này, và mình nghĩ là chắc nhiều bạn cũng đã đọc rồi. Thì nếu các bạn đọc rồi thì các bạn có thể comment chia sẻ cùng với mình nha. Thì video của mình thì tới đây là hết rồi. Thì mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video, và chúc các bạn luôn vui vẻ. Xin chào các bạn.